tất cả các bạn. Rồi nào, chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhá. Nào, đầu tiên sẽ khởi động một vài câu kanji. Hôm trước mình làm được câu 10 rồi, hôm nay mình sẽ tiếp tục với câu 11 luyện tập một chút nhá. Bây giờ mình tập trung chủ yếu vào phần ngược lại, đó là đọc từ hiragana sang kanji, đúng không ạ? Rồi, câu số 11 các bạn nhìn cho mình nhá, đúng không? Chúng ta sẽ có đây ạ. Ides có câu số 11 là Thaeru no ga osoku naru yo dattara rendaku o kudasai, đúng không? Đó, rendaku o kudasai thì có nghĩa là gì đây? Có nếu mà giờ về mà muộn ý thì hãy liên lạc. Ok, chúng ta có chữ liên lạc và xem đã là số mấy nhá. Ides có nào, ta nhìn thế nào? Liên lạc câu 11 đáp án 1 là chữ liên, đúng đấy, đây cho tổ mặt tế. Đây, đã chờ mình chút nào. Đây là chữ luyện đúng không? Đấy, chữ luyện này, đấy snap. Đây là ở chữ lạc rồi này, đây là chữ kết này, đúng không? Thì đặt ra chữ đằng sau là chữ kết này, đúng không? Rồi, chữ này là chữ vận đúng không? Ok, vậy chữ liên nó là phải là có xe chúng ta chở đi trên đường. Đáp án chính xác là số 1. Ides na. Đó, đằng sau là chữ lạc của nhá, mỗi chữ này là chữ kết đúng không? Ides na. Rồi, tiếp theo câu số 12. Yakui no tori nanka atsukai no ni nanka kiyotsukete kudasai. Ides ka? Nào, chúng ta xem nào. Yakuhin desu ne. Dược phẩm, vậy chữ dược là chữ nào? Câu 14 đúng không? Yakuhin desu ne, đó là thuốc. Thì đây nó chỉ là chữ lạc thôi. Đấy, so desu ne mà. Đây là chữ gì? Chữ ước à, đúng không? Thì desu ne. Thì thuốc các bạn nhá, thì nó phải là có cái bộ thảo ở trên ấy. Thì thuốc ngày xưa là hay làm từ cây cỏ các thứ đúng không? Nên có bộ thảo cây cỏ các thứ ở trên nhá. Đấy, uống thuốc vào thì mình sẽ vui vẻ nhảy múa đúng không? Ok, còn hin thì nó phải là cái chữ phẩm này. Thì desu ne, chứ không phải là chữ vật nhá. Thì desu ne. Khởi động dễ dàng nhỉ? Câu 13 nào, eki made nanka kuruma ni nosete itte nanka agemasu yo. Ở nhà ga đúng không? Đó, nosemasu. Chúng ta xem nào. Câu 12, bạn nào chọn một thế kia? Yaku đúng là có trong yakusoku đúng không? Như dược phẩm thì nó phải là chữ dược nhé bạn nhá. Câu 13 nào, nosemasu đúng không? Nó chính là từ norimasu, mình học từ norimasu là lên xe đúng không? Ok, nó là chữ thừa. Đây là chữ âm hà đúng không? Trong nimotsu chữ này. Chữ vận trong hakobimasu này hoặc là undo unten này đúng không? Còn đây là chữ gì nhỉ? Chữ thượng này. Và đây, nosemasu nó phải là bàn số 1. Câu 13 chính xác là bàn số 1. Ides na. Rồi, ides có chất lên. Mình dịch không chất này, đưa lên đi ạ. Đó, mình sẽ đưa nó lên ở chỗ nhà ga đúng không? Đến nhà ga tôi tiễn nó lên xe, đưa nó lên xe đúng không? Còn trong trường hợp em vẫn chúc sensei vui vẻ, mạnh khỏe. Rồi, cảm ơn bạn. Câu 14 nào, kono hon wa sogakusei o taisho ni kakareta mono da. Quyển sách này là cái quyển sách được viết đúng không? Lấy cái này làm đối tượng và lấy là những học sinh tiểu học làm đối tượng. Taisho là đối tượng. Tất cả ở đây có chữ này bỏ đi nhá. Thai này đúng là có cách đọc là thai, thế nhưng mà nó là thai trong kiểu thai kê các bạn, trải nghiệm, thể nghiệm đấy, chữ thể bỏ đi nhá. Chữ so nào, ok, cái này có là so không? Chính có trong so, trong ô so cắt chữ đúng không? Có đấy nhưng mà không phải đâu ạ. Ides na, vậy hai cái này bỏ đi. Chữ này cũng là so, là chữ chiếu sáng đấy đúng không ạ? Ok, ides na, nhưng mà nó không phải một đối tượng thì nó phải là chữ tượng cơ, phải đáp án chính xác. Câu 14 sẽ đáp án số 4. Ôi dồi ôi, bạn nào bạn Đức Tuấn à? Phần này mềm nhất trong Go, em không sợ sai trường âm. À thế à? Ủa, như đây không phải là trường âm mà đây là đang phần chuyển từ, đây là phải các bộ ấy, nó gần giống nhau ấy. Con trường âm là phải phần môn này 1 chứ đúng không? Đây là dạng môn này 2 rồi nhá. Câu số 15 nào, ishi ni nanka chumazuite desu na hay korobi so ni natta. Ides ka? Bấp hòn đá và suýt ngã. Đấy, có mẫu câu so ni natta, suýt ngã. Rồi câu 15 nào, vấp hòn đá bị ngã đâu rồi, lúc nãy có từ so desu ne, chữ này chữ nghịch này, trong ghép cự này, chữ phản này đúng không? Rồi ok, chữ này là chữ đáo đảo đúng không? Trong được thâu đấy mất. Đúng không ạ? Vậy nó phải là chữ này ạ. Desu ne korobimasu đúng không? Chữ chuyển là bị ngã các bạn nhá. Trong từ jitensha đúng không? Đó, hoặc tên kim. Đó, đấy là ông Yomi của nó nhá. Đáp án là số 3. Câu 16 nào, shiji o matte kara nanka ugoite no de wa ai osoi. Ok, so that's that. CG là chỉ thị, chờ chỉ thị sau đó mới hành động, kiểu thế đi nhá. Đúng không? Đó, thì nó muộn mất rồi. Đấy, ok. CG là chỉ thị, vậy chỉ thị là chữ nào? Câu 16 á, Ides có. Ô, câu 15 vẫn có bạn chọn là 4 à. Câu 15 bạn nào chọn 4 nhỉ? Người hòa bình. Ừ, người hòa bình ơi, bị sai rồi. That's that. Câu 16 đáp án chỉ thị. Ok, đây. Chữ thị trước rồi, chúng ta bỏ đi nhá. Đấy, không phải là chữ này trước mà chỉ thị thì phải là chỉ thị trước. Đây là chỉ và chữ đồ đúng không? Dame desu ne. CG kore desu yo. Câu 16 sẽ là đáp án số 1. Chuẩn chưa? Chuẩn luôn. Nào tiếp theo nhá.
Câu 17, chữ chữ mồm đúng không? Chúng ta đều có chữ chất đằng trước rồi, chất vấn. Đây là chữ khai, đấy, đứng ở cửa ấy đúng không? Là snap, là mở ra đây này. Tiếp theo đây chữ gian là giữa đúng không? Còn đây là có tai thì nó phải là chữ văn dùng để nghe các bạn nhá. Và đây đứng ở cửa để giơ mồm ta hỏi đây, có bộ khẩu ở trong giữa này các bạn nhá. Và chữ chữ mồm, it is có, cô tai quá, đi vào. Chuẩn chưa ạ? Câu 18 nào, chữ số, cô bố chê, hai phút cửa, yogurete shimata. Ok, là chúng ta cố bố sự nghĩa là làm đổ các bạn nhé. Nó làm đổ cái nước ngọt, nước giải khát, nước hoa quả đúng không? Và thế là bộ quần áo bị bẩn mất rồi. Và yogoremasu là chữ ô đâu nhỏ. Có câu 18. Ai, it chính xác. Konbanwa, tuyết sàng. Bây giờ mình thấy này, chữ ô chính là chữ này nhá. Yogoremasu. Đúng không ạ? Đây là chữ cát này trong Guademas thì đây là chữ gì nhỉ? Trong chữ loạn đúng không? Đây là chữ Guademas, itesnet, dame desu. Rồi, câu tiếp theo câu 19 nào. Muzukashi so desu ka? Yoku mireba tanjun, tanjun na mondai da. Itesnet. Trông có vẻ khó đấy, nhưng mà nghĩ kỹ, xem kỹ thì cũng thường thôi, đúng không? Câu 14 á, mình chẳng nhớ đáp án gì nữa. Câu 14 là từ nào ta? Câu 14 đáp án số 4, đối tượng. Phần này mềm nhất đề rồi à, thế à? Ừ thế mà không được nữa thì chết, đúng không? Thì buồn lắm. Câu 18 đáp án số mấy? 18, 3 xong rồi. Câu 19 đây này, đấy câu 19 có 1, 2, 4 đây này. Ok, chỗ này là lấy lạ lạ cái là khác ngay đúng không? Thì bây giờ mình dịch được câu đã nhá, thì mình mới đoán ra được này. Trông có vẻ khó đấy, nhưng mà xem kỹ thì cũng thường thôi, đúng không? Đấy, vì desu ga mà đúng không? Thì chắc là dễ. Dễ thì nó phải là cái nào có chữ kantan đấy, đấy kiểu kiểu thế đúng không? Ok. Thì đây ok, mình sẽ bỏ cái chữ này đi, vì đây là chữ ngắn thôi, chả có cái dễ nào đây cả. Đấy, ít nhất phải có chữ đơn này, nhìn thấy chưa ạ? Ít nhất là nó phải có chữ gì đây? Chữ đơn giản, giản đơn đây này, nhìn thấy chưa ạ? Tuy nhiên chữ đơn giản thì mình biết từ này là kantan rồi đúng không? Nó không là một tanjun thì chắc là bỏ đi. Ok chưa ạ? Đấy, để cách thì mình loại phương án. Vậy bạn nào chọn 3, 4 thì là sai nhá. 19, 2 à cô không biết, bây giờ cô mới làm đây, đúng không? Tanjun, à cái này cũng gọi là jun này, nhưng mà trong junjo, wakarimasu có. Đó, vậy đơn thuần các bạn nhá. Thuần là phải chữ này. Đấy, còn chữ thuận thì nó là cái này. Đấy, lưu ý nhá, vì đơn thuần cơ đúng không? Mình hiểu đơn thuần đơn giản này, có đây là chữ thuận này. Ides có. Đấy, đây là chữ thuận mất rồi này. Ides nè, đúng không ạ? Rồi, đấy thì phải là thuần đơn thuần, là đơn thuần thôi thì nó dễ dàng đúng không? Đáp án là số 2 các bạn nhá. Ides có. Câu 20 nào, Kinjobi, đấy nè. Takashi san no sobetsukai ga atta, đúng không? Thứ 6 này sẽ là buổi tiệc chia tay cái này, sobetsukai. Số bếp chữ chữ tống, mình cần chữ tống rồi, mình cần chữ tống thì đây nó là chữ này là chữ gì nhỉ, nó trong nghi game map đúng không, là mê desu, chữ này là chữ chọn mất rồi này, trong chữ gì nhỉ, tuyển chứ đúng không, số desu, đây là chữ số desu, đây là chữ liệt mất rồi này đúng không, đây là chữ khứ này, đây là chữ biệt từ này có biệt, nhưng mà đáp án sẽ là số mấy ạ? À? Số bếp chữ tống biệt hành ấy, biết bài thơ đấy không? Đúng rồi, tống biệt hành nên đáp án phải là số 1 các bạn nhá. Ides có. Tiếp theo, khởi động tiếp theo là câu 21 nào. Cái phần này dễ rồi nên mình sẽ làm nhanh nhá. Ides có. Đưa người, kình các bạn nào thuộc tống biệt hành, đưa người ta không đưa qua sông mà sao thấy sống ở trong lòng kình. Thứ bảy này có tiệc chia tay ở trên xe. Tiệc chia tay gì? Thứ sáu. Rồi câu 21 nào. Adobai số bố siêu. Bố siêu dễ tả nổ đấy. Hai itemita. Nâng cả itemita. Rồi đấy snap, vì là đang có cái bo chiu là tuyển dụng nhá, đúng không? Tuyển dụng người làm thêm ấy, nên mình tôi đã thử đi, đúng không? Ides có, vậy đáp án số mấy? Câu 21 là 1 đúng không? Hay bo chiu chữ mộ và chữ tuyển có đâu nhỉ? Đây, số 1 chính xác. Đây là chữ vọng người bo trong kibo đúng không? Chiu trong siêu niu, chữ thu nhập ấy. Đây cũng là chữ bo nhưng mà siêu này là chỉ có là go siêu jin thôi, đúng không? Không có trường âm nhá. Còn đây là chữ mộ trong kiểu là kure chiều ấy đúng không? Ok, và đây là chữ naka, chả đúng rồi, siêu này không đúng nhá. Ides này chỉ thích phần này ấy à, thế thì cố gắng mà làm cái đầy đủ mộ tập chính xác. Câu 22 nào, thế thì cố gắng không sai câu nào trong một loạt những câu sau đây nhá. Tate hachi nào có hachi senchi đúng không, hay yoko sang senchi no chohoke o kaite kudasai. Ides có. Câu 22 có bạn chọn 2, có bạn chọn 3, có bạn chọn 4 này. Chô đúng không? Ok thì nó là cái nào đây ạ? À? Được nhá. Cái này số 2 bỏ đi nhí. Đúng không? Vì nó phải là chỉ à, chữ chữ gì nhỉ? Chữ tứ đúng không? Thì nó phải là si gì đó, đúng không? Được nhá. Vậy có 2 bỏ đi này.
Ok, cái này thì là so đấy chứ làm gì có nghĩa là đọc là cho đúng không? It is not, vậy câu 3 nó sẽ bỏ đi này. Đúng không? Đấy mình đang nói về bông yomi đã nhá, đúng không? It is not. Vậy có chữ trường đúng là cho rồi đúng không? It is not. Cho hô, có hô đây, như chữ này nó là man chứ nhờ, đúng không? Ok, thế là mình sẽ phân biệt đáp án chính xác là số 4. It is có. Hình chữ nhật thì đương nhiên rồi đấy, chiều cao nhìn này thì đoán là hình chữ nhật đây, người vuông. Bởi vì đây này chiều tà tê đúng không? Tà tê là chiều dọc nhé các bạn nhé, là 8 cm, chiều ngang là 3 cm, đương nhiên là các cạnh nó có bằng nhau đâu, đúng không? Nhỉ. Em đánh mò á, mò làm sao được? Đấy mình lựa, nếu bạn đánh ngay cả mò thì mình có biết cách để mò chứ không phải là chúng ta mò một cách random nhá. Rồi tiếp theo câu 23 nào. Kare ga uso tsuite iru koto wa akiraka. Akiraka da. It is not. Em xin chọn 50-50, xin gợi đáp án, xin nhờ sự trợ giúp của người thân. Chào Nhung, giờ mình thấy Nhung. Nhìn chữ Hán đoán cách đọc thôi, câu này nhìn chữ Hán đoán cách đọc á. Phải ngược lại chứ, vì đây mình phải đoán đoán nghĩa của nó thì mới suy ra được được cách của nó đúng không? Đấy vì có rất nhiều từ mà các bạn nếu mà nhìn chữ Hán đoán thì có nhiều chữ có mông yêu mi giống nhau lắm, đúng không ạ? Ides có nào câu đâu rồi hình chữ nhật. Ides có nào câu số 23 nhá. Anh ấy cái việc anh ấy đang nói dối đúng không là rất là akida rất là rõ ràng rồi, không thể nào sai được nữa đúng không ạ? Vậy câu 23 đáp án là gì đây ạ? Đây nó là chữ thanh ở tinh đúng không? Ok, thanh này. Tiếp theo là chữ này thì đây có mỗi bộ bộ gì đây nhở? Bộ khẩu thôi không đúng này. Đây là chữ gì nhỉ? Xích cả ở đỏ đúng không? Akai là sô đề ở đi chỗ này có cái bị thế không có đáp án nào à? Akira cả đây chắc là nó nhầm rồi đúng không? Sô đề đúng không? Đây tiếp theo Shira đúng không? Sô đề đây là trắng này cũng không đúng rồi này. Đề này đáp án là số 2 các bạn nhé. Có thể nó bị mờ mờ mất cái phần này đúng không? Akira cả Ides có đáp án là số 2 nhá. Còn đây là Akai rồi các bạn ạ. Ides có đam mê desu. Ừ nhờ, tự nhiên nay lại quên mất. Lẽ chưa tiếp phần ngữ pháp. Ừ nhờ hôm trước mới chưa được một nửa phần Mojigoi nhỉ. Tự nhiên lại quên mất rồi. Tại vì đang mải mê là hôm nay mục đích là hôm nay mình chữa phần môn đây 3 à, mình cung cấp cho bạn phần kiến thức môn đây 3 mình lại quên mất thôi. Hẹn các bạn hôm sau nhá. Còn dài mà, đúng không? Rồi rồi, có hai bị sai kanji nhưng mà chỉ còn đáp án này là hợp lý nhất thôi thì chắc là nó bị mờ các bạn nhá. Không phải sai đâu mà nó bị mờ đây, mình thêm vào rồi. Đấy. Ok, Akira cả các bạn nhé. It is có. Câu 24 đi nào. Để mà xài em đúng. Ok, câu này mình sai. Câu 24 nào. Hai kiêu á, nâng cả kiêu gó, hi cực cự, đẹp này, mi sử gó, tốt tê mốt, chư mê tài. It is có. Nào, chư mê tài là chữ nào đấy nhỏ. Hôm nay nhiệt độ xuống thấp nên là nước nó rất là lạnh. It is not. Câu 24, câu này là chữ đá rồi này. Đúng không? Tiếp theo. Câu này là gì nhỉ? Đây là chữ lương, là mát nhỉ, suzushi nhỉ. Đây là samui, vậy chư mê tai nó phải là chữ lãnh này, lãnh cung ấy, nơi lạnh giá nhỉ. Ok, ides có. Tiếp theo câu 25 ạ. Ides có, câu 25 là watashi tachi ga hitomatta no wa mizumi no soba no hotel datta. Đó, cái việc mà chúng ta dừng à, cái nơi chứ đúng không? Cái nơi mà chúng ta nghỉ lại ấy, tomaru được chọn lại, đó là một khách sạn ở gần cái Mizumi. Đó, Mizumi là cái nào? Nước rất lạnh xem xem đọc hiểu. Hôm nay mình lại làm mình nghe trước nhá, yên tâm mình sẽ cố gắng làm. Mình đã liệt kê cho các bạn tất cả những cái gì mà mình cần cung cấp cho các bạn trước khi thi rồi, nhưng vấn đề nó nhiều quá thì mỗi hôm làm mà ít nhá, đúng không ạ? Ở hôm trước là chữa được một dạng đề liên quan đến phần đọc ấy, hôm trước mình có chữa một dạng đề đúng không, còn 6 dạng đề nữa thì 6 buổi tiếp theo sẽ dần dần chúng ta triển khai dần nhá. Thì nghe mình muốn cung cấp cho các bạn đúng không thì rất là nhiều thứ. Ok, Mizumi là hồ. Thì đây là không đúng rồi này. Idesna, chữ này cũng không đúng này, đúng không? Trong một chữ trì điện nồ này, chữ này là biển. Ô, thế không đúng rồi, vậy chắc là số 4 nhỉ? Chính xác, chữ hồ các bạn nhá. Còn khi ghép với một tên hồ cụ thể nó sẽ là cộ. Idesna, vậy hoàn kiếm cộ, tay cộ. Ok, Câu 26 nào. Konkai no jiken de, sacho ga sekinin no totte yameta. Idesna. Cái vụ việc là này đi đúng không, đó là chúng ta sẽ ông này giám đốc chịu trách nhiệm, nó chịu trách nhiệm để ông ấy đã phải nghỉ việc. Ok, 26 á, 26 trách nhiệm đâu nhở, à đây cũng là seki này đúng không, như xong seki là suseki nhở. Đấy đây cũng là seki đúng không, trong seki các thứ này đấy, chữ tích hay chữ tích này các bạn nhé, thành tích các thứ này, ok chưa?
À, đây là chữ nhân cũng có là nin như trong kiểu như là sang nin go nin lấy cơ đúng không? Ok, và đáp án sẽ là chữ trách nhiệm này. It is not, đáp án chính xác là số 1 đúng không? Rồi xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến một phần tiếp theo, đó là phần gì đây nhở? Phần là dấu sao. Khởi động một chút nhá. Chữ đọc không đăng lại YouTube có mà, phần nào mình có đăng đấy. Câu 26 là 1 nhá. Bây giờ các bạn làm tiếp cho mình câu 27. Ôi thế nào lại trùng thế đúng không? Câu 27 và phần dấu sao, luyện tập một chút đã. Rồi phần cuối thì mình sẽ chia sẻ các bạn phần môn đề 3 nhá. Khi làm bài dấu sao mình hướng dẫn rất nhiều rồi, nhưng gần vài bạn, có bạn mới vào các bạn lại chưa biết cách làm chẳng hạn, thì hôm nay, hoặc là những bạn nào đã nghe mình giải thích cách làm rồi thì hôm nay luyện tập lại. Còn những bạn nào chưa biết cách làm thì hãy nghe cách mình hướng dẫn để có thể làm cái dạng bài này nhá. Câu 27, it is có chúng ta xem này, sư gửi ní wakanai tố đấy, nhìn một số trợ từ nhá, tố để snack nani nani kudasai, nhìn thấy chưa ạ? Đã kudasai thì mình tìm cái nào đến vt kudasai. Ở cái này có hai vt, đó là kangete mite và kakete, đừng vội vội, ok chưa? Ngắm phải nghe nhá, không ngắm nhá gì cả, nhìn chưa ạ? Ides có. Rồi tiếp theo đây có trợ từ như thế, iwazu hay là những động từ nói đúng không? Iu ít tại đấy chẳng hạn thì tức có nghĩa là nói, và đây có chữ ngôn rất là rõ ràng rồi. Đã nói thì phải nói cái gì đó đúng không? Ok, phải nói cái gì đó thì đương nhiên là chúng ta nói ra cái gì ạ? Đây có trợ từ tố đây, nhìn thấy chưa ạ? Nhìn thấy chưa? Vậy ba chúng ta sẽ vào cái này, chưa cần biết nó chia sang nào, mình bảo rồi nhá. Phần này mình nhắc lại cho các bạn là khi làm thì cấm được xuất phát từ nghĩa nhá. Bạn nào mà bắt đầu bằng số gì nhỉ? Số số 4 là sẽ bị sai mất rồi. Ides có, đúng không? Iwazu ở đây mà, nhìn thấy chưa? Wakademas có, bạn nào bắt đầu bằng số 4 thì xem nghĩ lại đi nào. Chào bạn Quỳnh Quỳnh Trúc, ngày nào cũng đòi gọi tên, đúng không? Đấy, xem lại đi, tất cả bạn nào làm câu 27 mà làm số 4 đầu tiên hoặc số 2 đầu tiên sẽ sai mất. Bạn Hoàng Thị Phượng ơi, comment giúp mình xem thứ tự bạn đã làm câu nào nhá, để mình theo dõi cho dễ ạ, để mình xác định dần, nhìn thấy chưa ạ? Bạn đã để số 4 mà nó sai mất rồi, nhìn thấy qua này tố đi y mát đây đúng không? Nói gì đó phải đi chặn tố chứ, chuẩn chưa ạ? Rồi tiếp theo, nhìn thấy di càng ố chưa? Di càng thì chúng ta không thể là nghĩ về, thử nghĩ về thời gian được, mà là có từ ca kê mát này. Càng kê thì có rất nhiều nghĩa, nhưng có một nghĩa đó là gì nhỉ? Dành thời gian. Nhớ không ạ? Di càng gã kakarimasu là tự động từ, còn di càng ố kakemasu thì có nghĩa là chi ra thời gian hoặc là dành thời gian làm việc cái đó. Vậy hai phải đi với bốn phải đi với hai, nhìn thấy chưa ạ? Bốn phải đi với hai, và đương nhiên thì không thể nào iwazu xong thì đương nhiên là chúng ta có vt kudasai đúng không? Đấy thì chúng ta xem là cái bốn hai và thành một cụm này, vậy một nó sẽ đứng đằng trước hay một đứng đằng sau? Thì đương nhiên mình sẽ dễ hình dung hơn, đó là gì đấy, không thể nào mà y qua dự xong lại thử suy nghĩ xem dành thời gian, mà hãy dành thời gian hãy suy nghĩ xem đúng không ạ? Vậy số 1 là đứng ở cuối này, vậy đương nhiên 4 2 người ta ghép vào đây nữa, thế là thành 3 4 2 1. Wakademasu có đúng chưa? Đấy, biết cách làm nhá, phải biết cách làm nhá. Câu 28 đã hiểu cách làm chưa? Nghe mình nói nhá. 27 3 4 2 1 đúng rồi, câu 27 nhá. Đấy những bạn nào trên đấy không thể sai được, mà có bạn ở trên rất nhiều bạn làm câu 27 ấy, lại làm mà bắt đầu bằng số 4 đúng không ạ? Đam mê đề xíu. Có bạn số 2 này. Sắp sai nhưng sao vẫn đúng. Ứ trời đúng không? Vì thực ra khi các bạn đã sắp sai thì hiếm khi lắm, kiểu may mắn thôi đúng không? Mà chúng ta đi thi không phải dựa may mắn được. Cái phần may mắn đấy thì chỉ để mà chúng ta điểm thành điểm cao thôi, chứ đừng để may mắn giữa 94 với 95 điểm đúng không? Mình phải chắc chắn để không phải phụ thuộc vào cái may mắn đấy nữa, nhớ chưa? Câu 28 nào, không bằng được nhé. Rồi, irasai mas có, nhìn thấy chưa? Câu 28 comment giúp mình cả câu nữa nhé, để mình nhìn cho tiện, vì có bạn vẫn đang nhìn thấy câu 27 đấy chẳng hạn, đúng chưa? À, nhìn thấy nhớ một câu ở đây chưa? Đó là kadoka. Ok, kadoka, vậy ba nó sẽ đi với hai. Ê, tổ nè, ba đi với hai, có bự đã nhìn thấy mẫu câu kadoka chưa? Ba đi với hai, chuẩn xác. Vậy tiếp theo, nhìn này, so desu ne, công bằng, ai đến nhỏ, cứ độ đúng không? Và tiếp theo này, itadakimasu mask cả thì phải là nó một động từ có, ikimasu, kimasu và gì nhỏ, imasu đúng không? Có cái gì đó thì có ai đây này, các tạ này chứng bằng hito, nhìn thấy chưa ạ? Đấy, vậy người có cái gì đó thì bắt buộc phải là có người nào đấy không đúng không? Đấy, người nào biết không chẳng hạn, ok, một nó sẽ vào đây. Ides có, vậy chúng ta chỉ còn 3, 2 đi với 4. Vậy cái nào trước? Thì không thể nào mà Yamada sẵn gá sau lại Gojon Jino cắt tạ gá đúng không? Thế thôi chúng ta để cái 4 ra đầu tiên nhá. Ides có, 4 ra đầu tiên, lắp cái 3, 2 lên, thế là lại ra đáp án chính xác. Ides có, 4, 3, 2, 1, chuẩn chưa? Vậy câu này có nghĩa là tối nay anh em có ai biết? Đấy, dịch từ cuối lên nhá. Có ai, có vị nào biết biết là tối nay là xem anh Yamada có đến hay không không? Đúng không ạ? Ides nè.
Đấy, câu 28 có người sai mất rồi này, 4321 nhá. Còn câu trên mình quên mất chưa dịch nhỉ? Vì mình bảo rồi, dịch là cái cuối cùng phải làm nhá. Đấy, sư gự của Karai đúng không? Đừng có nói là không hiểu ngay, mà hãy cố dành một chút thời gian suy nghĩ thử xem đã, rồi hãng hỏi. Ides na. Tiếp, câu 29 nào. Nomi hokai desu na, nomi hodai desu na. Đấy, nàng có tôi yêu nổ á, kimata, nàng có kingaku o haraeba. Đấy, dấu phẩy này ta bỏ đi này, chả biết như nào. Shisutemu, đó, shisutemu desu. Nhìn thấy chưa ạ? Ừ. Bên mình nghĩ là bên nào cũng nháp vào đề một cách tẹt ga thôi, nhưng không được mang về thôi nhá. Ừ. Có gì đâu, hay để TT bài 16 đúng không? Bạn nào đấy nhở? Bạn Ngọc Lương à, TT liền kèo sao đâu. Bây giờ tôi ăn sáng xong tôi đi học, chẳng là ta BT Ikimas à, đúng không? Còn đây là gì nhở? Dành thời gian sau đó suy nghĩ, có gì đâu, đúng không? Nhá. Ừ. Ides ko. Nào, tiếp theo câu 29 nào, chúng ta nhìn đến mẫu câu này. Tối yêu, nhìn thấy chưa? Ides ko. Đó, tại tối yêu nổ á, đây nó mới tương ứng với tối yêu, koto desu hoặc là tối yêu, danh từ, nhớ chưa ạ? Ides ko. Dùng mẫu câu để dùng để định nghĩa, cái việc nomi hodai nó là cái hệ thống hoặc là cái cách như này này, system như này này. Đấy, nhìn thấy chưa ạ? Vậy, cái ba đúng không? Chúng ta sẽ để ra cuối. Đấy, bạn nào đang ba chỗ khác là sẽ sai nhá, nhìn thấy câu 29 chưa? Đấy, ok, ba để ra cuối là chính xác rồi. Tiếp theo nhìn mẫu câu này, kamawanai. Nhớ mẫu câu kamai mase nào, v tề mố kamai mase hoặc là v đúng không, nhìn thấy chưa? Vậy bốn nó đi với một, nhìn thấy bốn một đi với nhau chưa? Chả biết vào đâu nhá, thì cứ để tạm vào đấy đã. Bốn một sẽ đi với nhau, wakarimasu ka? Bốn một đi với nhau. Vậy nhiệm vụ của bạn là đây, ikura v tề mố đúng không? Vậy hai lại đi với bốn, chuẩn chưa? Hai lại đi với bốn rồi, tức là lắp vào thôi, hai bốn đúng không, và một. Wakademos cả về ikura tệ mố mà đúng không? Hai a tổ a ikura taku san non à nang cả non dem mo kamawanai đúng không? Tối ưu system des. Wakademos có 2 4 1 3 chính xác, ok. Đã hiểu cách làm chưa ạ? Các bạn nào nhỉ? Bạn tên là gì nhỉ? Bạn Ngọc Lương hay sao nhỉ? Đúng chưa ạ? Hãy cố gắng xem cách làm nhá. Câu 29 đấy, bạn nào là 4 1 2 3 đấy, bạn cầm tú à? Sai mất rồi đúng không? Ừ. 2 4 1 3 nhé. Tiếp theo qua 10 là khai mua nổ chi tê được ai đã. Tiếp theo ageyo, nó nhìn này age làm cái gì đó cho tất cả cái dạng age này này, morai này, kuremas, itadakimas, rồi thì yarimas các thứ, thì phải luôn luôn tìm cái vt ở trước nó. Có cái vt nào đây không? Có đúng không? Có, nhưng mà có hai cái vt, nhìn thấy chưa? Ides ko. Nhưng mà otonashiku shite agemasu yo, nghe không hợp lý lắm, không thể nào mà mình làm cho ai đó à, mình làm cái gì đấy nó otonashi lên đúng không? Nó làm sao nhỉ? Chín chỉn chu đứng đắn rồi thì người lớn lên đúng không ạ? Dame desu yo. Được chưa? Đó, thế nên là chúng ta sẽ hợp lý hơn, tôi mua cho sẽ hợp lý hơn, vậy đáp án số 1 nó sẽ vào đây. Chuẩn chưa? Tiếp theo nhìn thấy rồi, so desu ne, ai đà đây ạ. À, VTI đây bà, đã VTI mát các thứ ấy, thì đây tương nhiên là đã một vào đây rồi, một đi với AG mát rồi thì ba mình sẽ đi với hai nhá. Được chưa? Ba mình đi với hai. VTI đây mát mà, nhìn thấy VTI mát chưa? Nó chia cái đuôi này tặng I đây bà thôi. Nhưng ra chính là VTI mát đúng không? Đó chính là đây. Otashi otonashiku shite ireba. Đấy, nếu mà con ngoan, đấy ngoan ngoãn ngồi đấy chẳng hạn, đúng không? Thì đây akai mát thì phải có cái gì okai mát đúng không? Vậy 4 nó sẽ đi trước 1 này là sẽ chọn ra luôn rồi này. Đấy, thêm 3 2 phía trước thì cho nó đầy đủ nữa thôi. Nhưng thực ra là có thể ra rồi. 3 2 4 1. Chuẩn chưa? Đấy là câu 30. 3 2 4 1 đúng rồi. Ides ko. Nói công thức cho em với ấy, bạn Bướng Ly ơi. Cái VT Kamawanai bằng với VT Moi đúng không? VT Moi học trong bài 15 của Mina là em làm cái này có được không? Đúng ạ. Thì thay thế cái lịch sự hơn so với I desu ka, VT Moi desu ka, thì người ta sẽ nói bằng VT Mo Kamai Masen ka. Và đây nó sẽ là VT Mo Kamawanai. Nó chia về thể gì nhỉ? Gì nhỉ? Thể phủ định thôi. Được chưa? Biết cách làm nên kiểu con không biết sắp xếp như thế nào. Nếu biết cách làm thì sẽ sắp xếp được nhá. Chỉ đợi các bạn bảo là em dịch được nhưng không biết thì mới lo thôi. Nhớ chưa? Đây, trong lúc mẹ đi mua sắm, con mà ngồi ngoan thì là mẹ sẽ mua đồ chơi cho. Đấy, đấy là câu này nhá. Dịch không cần dịch, mãi mình mới dịch cơ. Câu 31. Bạn Ngọc Lương đấy, không phải mừng quá đâu, mình sẽ biết cách làm. Trên dễ dàng để dạng sao hay quá. Ừ, ai mà thế em ạ. Ừ, cảm ơn anh này bằng một cảm ơn ma sen đúng rồi nhá. Mình rất là tự tin phần này, không phải tự tin mà mình thấy các bạn rất yếu phần này, rất sợ phần này đúng không, nhưng mình thấy cái phần này rất dễ ăn điểm luôn, mình thề
Thề hứa đảm bảo. Thế nên là chị khó nghe mình một chút đi, mình hứa. Còn bạn nào khó quá mà, nếu bạn nào ở Hà Nội thậm chí là hãy hãy đến trung tâm nhá, mình có thể trực tiếp ngồi giảng cho các bạn thì nó dễ hơn. Vì ở trên cái slide như này, ok chỉ nói thôi thì nó không ra được vấn đề. Thậm chí bạn đến riêng mà một buổi mình sẽ đến, nếu bạn nào Hà Nội chẳng hạn, đến riêng mình sẽ làm cho bạn không sợ vào này nữa, đúng không ạ? Chưa đúng câu sao nào á? Thế thì hôm nay làm đi và xong sẽ biết cách làm nhá. Nào câu 31 nào. Yamanasan wa utaya nani nani ukagattan desu ga. Ok, ukagattan desu ga. Đấy, chúng ta xem nhá. Utaya, đó đằng sau đương nhiên là hai nối, là các phải danh từ mà danh từ nó cùng nghĩa với nhau ấy, cùng một dạng nghĩa với nhau. Bài hát thì phải đi với gì? Tự nhiên không, đây cũng là danh từ này, kodomotachi cũng là danh từ này, đúng không? Piano là danh từ, nhưng đương nhiên là chúng ta hợp lý cái nào hợp lý hơn, không thể bài hát là trẻ con đúng không? Mà nên bài hát là piano hợp lý hơn chứ nhỉ? Ok, mình sẽ để hai vào đây. Chuẩn chưa? Ok. Tiếp theo nhìn thấy piano ố chưa? Ố đằng sau phải tìm một động từ. Wakarimasu có. Đấy, động từ. Tuy nhiên, đấy nhá, tuy nhiên chúng ta xem nào. Oshimasu thì lẽ ra chúng ta để hai xong để bốn vào đây đúng không? Hai liền đến bốn luôn. Tuy nhiên, chúng ta lại nhìn đằng cuối một chút này. Ukagattan desu ga. Nhìn thấy chưa? Ok, cái irasaru te. Te này nó bằng với tố các bạn nhá. Đấy là cách nó rút gọn đi, nhớ không ạ? Cách nó giản lược. Ok chưa? Nên là ba chúng ta sẽ để vào ngay trước này. Đấy. Đúng không? Số đề snack tôi đã hỏi cái anh Yamada là anh đang thế nào đó đúng không? Ba này, ok. Vậy irasaru thì chính là vtimasu đúng không? Ok, các bạn hiểu cái mẫu câu vtimasu là đang làm cái gì đó. Vtimasu thì cái đỗ cái imasu nó thay thế bằng dạng gì nhỉ? Tôn kính ngữ đó là vtirasaimasu. Wakarimasu có, đúng không? Ok, tức là chúng ta sẽ để vào đây là gì nhỉ? Ba vào đây rồi này, đúng không? Vậy vtimasu thì đây, vậy bốn nó sẽ vào đây. Chuẩn chưa? Idesna. Đấy, rất nhiều bạn sẽ sai câu này vì sẽ nhầm nhá. Ok, và đây ạ, một sẽ vào đây. Với đây, một chữ vào đây, vậy là 2, 1, 4, 3. Chuẩn chưa? Đấy là câu 31 nhá. Đấy, 2, 1, 4, 3. Đúng chưa, đúng chưa? 2, 4, 1, 3. Bị sai mất rồi đấy, vì các bạn điền luôn vào với lúc con kodomo ní thì không thể là ní xong đi với irasaru được, với kodomo tachi gá với irasaru mà nó đi với em gì nhỉ, nếu là nó là imat thì phải đi với gá đúng không, còn ikimat và kimat thì phải có một địa điểm nó để đến, thì đây chẳng có cái địa điểm nào đến cả, hiểu chưa? Thế nên bắt buộc mình sẽ đi từ cái đằng sau này trước nhá. Đấy, tức là đấy, tôi đã hỏi đúng không, là tôi đã hỏi rằng là anh Yamada đang dạy đúng không? Piano với cả hát cho bọn trẻ con. Đấy, vậy đáp án sẽ là 2143. Đấy, dạy cái gì nhưng không đi trực tiếp vào mà nó lại tách ra cái Konomotachi đứng ở giữa xong mới đến Oshiete. Wakarimasu có. Sai vị trí một chút, cơ đúng sao rồi thế à? May nhá, đấy bị lừa bởi vì nếu mà các bạn điền ngay vào như thế thì nó vẫn chưa ra được vị trí sao mà. Nếu mà số 2 đây piano Oshiete thì các bạn điền tiếp là gì? Đúng không? Thì không thể nào OCT xong lại OCT thì không thể đi cô Tomotachi ní được. Đúng không? Không hợp lý. Thế nên là mình phải làm lại trước nhá. It has có. Câu 32 nào. Hiểu chưa? Thế là đừng để bị lừa nhá. Câu 32 đang ở 4132 à. Chúng ta xem nhá. Tomotachi wa arimasen. À, có mẫu câu A. Ôi kề đề bà, ôi hô độ. Đấy, nhìn mẫu câu trong sơ cấp chưa? Càng nhiều thì càng thế nào đó, đúng không? Vậy, 4 này, kề đề bà 4 sẽ đi với 1, nhìn thấy chưa ạ? Đấy, ôi kề đề bà, nhìn thấy chưa ạ? Càng nhiều này. À đây, tiếp theo arimasen phải đi với gá hoặc quá, nhìn thấy chưa ạ? Về trước ấy ạ, gá hoặc quá chứ chẳng có cái nào. À, đế quả arimasen được không? Đế quả nai, ok, 2 vậy đây. It is có. Vậy 4 một thành một cặp rồi, 3 vào đây rồi, đúng không? Vậy chúng ta sẽ có cái nào hợp lý hơn? Đế wa arimasen desu ne. Tối ưu mono đế wa arimasen. Ba sẽ vào đây. Desu ne, vào đây sẽ là 41. Wakarimasu có. Đúng không? Vậy sẽ là 4132. Thì phải giảng để biết ngay, ngay cả không biết làm thì nghe mình giảng đã, sau dần sẽ biết làm. Và cái nào cái gì cũng thế thôi, càng khó thì càng phải luyện, và luyện nhiều sẽ quen nhá. Chả đúng được câu nào. Trời ơi, bạn Tuyết Nguyễn xem livestream của mình rất nhiều rồi. Có ăn ở Hà Nội không? Hãy phi ngay đến trung tâm Nhật Cô Dê và mình có thể giảng cho bạn nhá. Cứ sai hai câu chán chán đấy, cứ sai là thấy chán thì chết. Câu ba, ok, bạn nào không làm được cứ nghe mình giải để biết cách ấy nào. Saki hai tanonda đúng không, hai ramen moshi nani nani shite kudasai. Đấy, ok, chúng ta xem nhá. Yo nara hai kore izo kanseru desu ne, hai shikan ga kakaru, nhìn thấy chưa ạ? Shite kudasai. Kanseru này các bạn nhìn thấy chưa ạ? Nhìn thấy có kanseru chưa? Nó là gì nhỉ? Kanseru là hủy đúng không? Vậy kanseru shimasu, nhớ không? Đấy, động từ nó đi với nhau đúng không? Phải là hủy cái gì đó. Vậy ok, mình sẽ xem đẩy số 3 vào đây. Chuẩn chưa? Cancel the sekurasai. Tiếp theo, cái yonara đằng trước này á, đúng không? Chúng ta phải đi với futsuke.
Một cái phút chia kê duy nhất đây là chính là 4. Vậy 4 nó sẽ đi với 1, mình chưa nói vào đâu nhá. 4 với 1 đi với nhau. Yonara, mỗi cô Yonara hay cả Yo gì đi chăng nữa thì nó cũng phải đi với phút chia kê. Chuẩn chưa ạ? Ji càng gác cà cà đự. Nhìn thấy cô đây y rồi chưa? Đấy, vậy 4 với 1 đi với nhau. Bây giờ chúng ta chỉ còn vị trí nào nhỉ? 2, ok chưa ạ? Desna. Vậy nó là xem 4, 1 đi với 2 hay là 2 đi với 1? Thì tự nhiên không thể nào mà Ji càng mô si, ji càng gác cà cà đự Yonara. Đúng không? Tính sau là y rồ can xê đự. Mà đây là nếu mà thì tôi sẽ hủy đi, đúng không? Thế nên là chúng ta để luôn ở vị trí này, đó là 2, 4, 1 vào đây. Wakademas có 2, 4, 1, 3. Câu 33. Ôi trời ơi, 4, 1, 2, 3 sai mất rồi. Đã để 3 vị trí cuối cùng rồi đúng không? Thế mà lại chúng ta lại để 4, 1 đi với nhau đã. Ờ đúng rồi, 4, 1, 2, 3 thì sai mất rồi. Đúng không? Bởi vì là trên cái mức này nếu mà tốn thời gian hơn cái mức này, cô đã y rồ đúng không? Đó là gì nhỉ? Cô đã y rồ gì càng gặp kakaru yonara thì tôi sẽ hủy bỏ. Đấy, cái món ramen lúc nãy mà tôi order ấy, đúng không? Nếu mà nó tốn thời gian hơn cái mức này, đó thì phải là cô lê y rồ, đúng không? Kakaru, chỉ cần là kakaru yonara. Y desu ka? Mà 2, 4, 1, 3 nhá. Ừ. Tiếp theo, câu 34 câu cuối cùng nào. Kontaku độ tổ ấm đang có kontaku torenzu desu na, đúng không? Cái phần đeo len ấy, đúng không? Ừ. Đúng rồi, ok. Mienai, ok chưa? Hakiri to wa sensei no ji ga shite inai to nanka kokuban no. Kokuban no thì đương nhiên là phải đi danh từ. Đấy, đúng chưa? Có no phải đi danh từ đằng sau. Vậy ba nó sẽ đi về cái nào ạ? Danh từ có cái nào không nhỉ? À đây có hai, vậy ba nó sẽ đi về hai. Ok chưa? Ba đi hai và với nhau. Wakademasu ka? Tiếp theo ố, nhìn thấy ố chưa? Đấy, ố phải tìm một động từ. Một động từ duy nhất trong cái đống này, Hakiri tổ quán là phó từ nhá. Đây là danh từ nhá, danh từ nhá. Ok, vậy chúng ta để 4 vào đây. Nhìn thấy chưa ạ? Đấy, 4 vào đây rồi. Cứ bị lệch vì bạn không hiểu. Mạng em yếu quá không xem được à? Thế à, đấy nhá, mình đang dần dần nói cho các bạn. 3, 2 phải đi với nhau, vậy nhiệm vụ các bạn sẽ là 3, 2, 1 hay 1, 2, 3 thôi. Đúng không? Đáp án Hakiri, nhìn thấy Hakiri chưa? Từ Hakiri đi Hakiri mimasu, Hakiri kikimasu. Nghe rõ, nói rõ, nhìn rõ, đúng không? Phải bổ nghĩa trực tiếp cho cái mimasu này, miemasu này. Vậy một nó sẽ vào đây. Vứt 3, 2 lên trên. Ôi, tiếc quá, đã ra được như thế rồi. 50-50 mà lại sai mất. It is not 4, 3, 2, 1 mới là phương án chính xác. Rất nhiều bạn nghe mình gợi ý là làm dần 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 cho đến lúc vẫn bị sai. It is not, đam mê desu yo. Tiếc quá đi mất. Đúng chưa? Đấy, câu 34 là 4, 3, 2, 1 chứ. Trời ơi, đúng không ạ? Để một tắc cuối rồi. It is not, có bạn vẫn để một lên trên được. Tiếc quá đúng không? Tự nhiên một lên trên làm sao được? Hakiri tổ quá. Đây, ố này chúng ta phải đi với động từ. Đấy, những cái kiến thức rất là cơ bản các bạn phải nắm được thì mình mới làm dạng bài này. Đúng chưa ạ? Chứ không hề khó. Đúng không? Ngay cả mẫu câu khó thì mình bảo rồi, vừa rồi có cái câu nào khó nhỉ? Chả thấy câu nào khó cả, nhưng mà nếu đứng vị trí các bạn thấy đâu câu nào mà ngữ pháp các bạn không biết. Mình giả mà các bạn vẫn khơi mơ hồ chẳng hạn ấy, đúng không? Nó còn có đây, vừa rồi mình cho bạn là 2, 4, 6, 8 câu chẳng hạn, cứ một câu khó là cùng thôi. Đúng chưa ạ?